Bếp ga Nhật bãi, bếp ga Nhật thông minh, bếp ga Nhật an toàn và bếp ga Nhật có lò nướng các bác nhé. Đó chính là những cái đặc tính cơ bản nhất của dòng bếp Nhật. Và trong video ngày hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ đến các bác những cái mẫu bếp Nhật phong phú ở bên kho nhà em này. Em sẽ lên cả cái mẫu đời cao, cả mẫu đời thấp, cả mẫu chức năng cơ bản, cả mẫu full chức năng, và em lên cho các bác cả những cái chiếc bếp không lò nướng nữa các bác nhé. Đấy, các bác cùng đón xem video với em xem là mình có ưng được mã nào trong cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay không ạ. Các bác vào xem bếp, vào xem video thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like, và các bác có góp ý hay là bình luận ở gì ở phía dưới video thì góp ý và bình luận giúp em có được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Em sẽ chia sẻ đến các bác 5 mã các bác nhé, 5 mã, và em bắt đầu từ mã M1. M1 ngày 21 tháng 6 ạ. M1 ngày 21 tháng 6 là một chiếc bếp nốt nhấn đơn giản này các bác ạ. Một chiếc bếp nốt nhấn như thế này ạ. À, nốt nhấn đơn giản, cái dòng này sẽ làm dòng mặt sơn tĩnh điện các bác nhé. Mặt sơn tĩnh điện, hai vị trí nấu phía trên và một khay nướng ở phía dưới ạ. Mã M1 ngày 21 tháng 6 chỉ có chức năng cơ bản thôi. Cạn nước, bếp tự động tắt lửa và tắt lửa, bếp tự động khóa ga nhờ có tim cảm biến chạm vào đít nồi nha các bác nhé. Nhờ có tim cảm biến chạm vào đít nồi thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. À, khi mà nồi cạn nước, khi gió thổi tắt bếp và khi nước trào thì bếp cũng đều tự động khóa ga cho các bác ạ. Đấy, mã M1 ngày 21 tháng 6 chỉ được trang bị cái tính năng an toàn cho các bác nha. Đấy, thương hiệu Paloma. Cách sử dụng là phím nhấn này, phím nhấn đơn giản, hai vị trí nấu phía trên và một khay nướng ở phía dưới như thế này ạ. Khay nướng ở phía dưới các bác có thấy này, khoang nướng rất là rộng rãi nhé, các bác có thể nướng được rất là nhiều thực phẩm ở trong cái khoang nướng này. Khoang nướng vị nướng đẹp này các bác này. Khoang nướng vị nướng rất là đẹp nha các bác nha. Trên nấu dưới nướng, cái khoang nướng này các bác có thể nướng cá, nướng mực, nướng tôm, nướng cua, nướng trứng, nướng cái gì cũng được ở trong cái khay nướng này. Thanh Hóa nhà em có món nem nướng các bác ạ. Nếu như mà các bác về Thanh Hóa, các bác mua đặc sản của Thanh Hóa ấy, nem nướng ấy, nướng với cái bếp nướng Nhật này thì rất là ngon này các bác này. Dạ vâng, kho nhà em thì ở Triệu Sơn, Thanh Hóa các bác nhé. Nếu các bác ở gần thì các bác tới kho nhà em để xem bếp trực tiếp. Còn các bác ở xa thì em sẽ cố gắng chia sẻ quay chụp cho các bác thật là kỹ để làm sao các bác có thể nhìn thấy một chiếc bếp với cái hình ảnh chân thực nhất nha các bác nhé. Dạ vâng, cái dòng nốt nhấn thì phía dưới sẽ có công tắc khóa trẻ em ạ. Phía dưới sẽ có công tắc khóa trẻ em giúp các bác với gia đình có trẻ em nghịch phá thì các bác nấu xong các bác gạt lấy sang là trẻ em sẽ không nghịch được đâu. Rất là an toàn đúng không ạ? Thương hiệu Paloma, bếp này là bếp Nhật đã qua sử dụng nhưng mà cái về cái độ mới thì chiếc bếp này phải đạt khoảng 90% các bác nhá, 85 đến 90%. Mẫu M1 chức năng an toàn, cạn nước tắt lửa, tự động khóa ga, em bán cho các bác với giá là 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng mã M1 các bác nhé. Em có mã M2 ngày 21 tháng 6 ạ. Mã M1 M1 ngày 21 tháng 6 nhé. Các bác ơi, em có ghi ngày ở bên cạnh luôn. M1 ngày 21 tháng 6, M2 ngày 21 tháng 6 sẽ là một chiếc bếp mặt kính các bác ạ. Thực sự là chiếc bếp này rất là đẹp các bác này. Mặt kính này là mặt kính màu xanh lục bảo các bác nhé. Mặt kính màu xanh lục bảo cực kỳ đẹp này các bác này. Mặt này là mặt kính màu xanh lục bảo các bác nhìn này. Cái mặt này nếu như mà các bác không thích màu sáng, các bác không thích màu quá tối thì các bác lấy cái màu xanh lục bảo này nhé. Bo lửa của bếp là đồng nguyên khối ạ. Bo lửa là đồng vàng nguyên khối. Nhìn đã con mắt lắm các bác ạ. Bo lửa đồng vàng nguyên khối này. Rất là đẹp nha các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn. Họng bếp này. Họng bếp thì hai cái bộ phận quan trọng nhất của bếp chính là bo lửa và họng bếp. Thì cái chiếc bếp này em soi cận cảnh rồi, các bác nhìn rõ đúng không ạ? Rất là đẹp nhá. Đặc biệt là cái màu sắc của cái mặt bếp này, màu sắc của cái mặt này nhìn cực kỳ đáng yêu luôn. Nó là màu xanh lục bảo và mặt nó phủ kim tuyến các bác nhé. Mặt nó phủ kim tuyến này, cực kỳ đẹp nha các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này rất là xuất sắc. Mặt bếp đẹp này, mặt bếp đẹp, bo lửa đẹp và chức năng thì nó là cái dòng Zinai full chức năng các bác nhá. Zinai full chức năng. Đấy, mẫu Zinai thì cái dòng Zinai luôn luôn được khách hàng cực kỳ yêu thích. Và bởi vì nói thật là thực ra thì Zinai hay là Paloma thì đều là những cái thương hiệu nổi tiếng, và quan trọng nhất là về chất lượng thì nó cũng sẽ ngang bằng nhau. Có điều là các bác thích cái thương hiệu nào hơn thôi. Đấy, thương hiệu Zinai khá là phổ biến đúng không ạ? Các bác sẽ nghe nhiều hơn. Hai vị trí nấu ở phía trên,
hai vị trí nấu phía trên thì đều có hẹn được giờ. Các bác sẽ hẹn được 90 phút với hai bếp nấu các bác nhé. Hai bếp nấu các bác hẹn được 90 phút. Và bếp nướng thì các bác hẹn được 15 phút ạ. Bếp nướng các bác sẽ hẹn được 15 phút nha các bác nhé. Khay nướng là hai tầng lửa này. Khay nướng của chiếc bếp này cực kỳ đẹp nhé. Khay nướng vị nướng bằng inox sáng choang luôn này các bác. Các bác nhìn vào khay nướng vị nướng là các bác biết là nó đẹp và nó mới như thế nào đúng không ạ? Mình có thể tháo rời ra như thế này để vệ sinh. Đấy. Tháo rời ra để vệ sinh rất là sạch sẽ các bác nhé. Khay nướng vị nướng đẹp sạch, nhà em vệ sinh rõ, vệ sinh sạch sẽ rồi các bác về cứ thế sử dụng nhé, không cần phải tác động thêm bất kỳ cái gì vào phía trong bếp nữa. Đấy, khoang nướng rất là đẹp, khoang nướng hai tầng lửa và rất là đẹp các bác nhé. Màu xanh lục bảo, mặt kính dễ lau chùi và rất là sang trọng. Hai bếp nấu hẹn giờ, bếp nướng hẹn giờ. Có chế độ điều chỉnh nhiệt độ từ 140, 160, 180 đến 200. Tự động nấu nước, nấu cơm và nấu cháo. Đấy, phím 3S để các bác chiên rán đồ khô, bếp không bị tắt lửa. Mã M2 ngày 21 tháng 6, em bán cho các bác 3 triệu 900 nghìn đồng các bác nhé. 3 triệu 900 nghìn đồng, mã M2. Em qua mã M3. Nếu các bác muốn tìm kiếm một cái mẫu bếp đời cao và chức năng đơn giản thôi thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời các bác nhé. Chiếc bếp M3 ngày 21 tháng 6. M3 ngày 21 tháng 6 là mặt men màu nâu cà phê các bác nhé. Mặt men màu nâu cà phê phủ kim tuyến này các bác này. Màu nâu cà phê phủ kim tuyến cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn này. Màu nâu cà phê nhé các bác nhé. Nó cái màu này là một cái màu mà đặt trong cái căn bếp nhà mình nó vô cùng sang trọng này các bạn. Vô cùng sang trọng luôn. Màu này thì có một không có hai. Đấy, các bác nhìn này, cái màu này cực kỳ độc đáo các bác nhé. Đấy, cực kỳ độc đáo này các bác nhìn này. Màu nâu cà phê phủ kim tuyến các bác nhé. Màu này mà không sang không đẹp em không lấy tiền các bác luôn. Đấy, mã M3 ngày 21 tháng 6. Thiết kế di lửa là bằng kim loại nhé các bác nhé. Thiết kế mạ chrome và thiết kế di lửa mạ chrome cực kỳ sang trọng. Nói chung là mình nhìn cái chiếc bếp là mình đã thấy được cái sự sang trọng rồi. Mẫu này đời 2022 ạ. Mẫu này em nhầm nhé các bác. Mẫu này đời 2020 các bác nhé. Tháng 12 năm 2020. Tháng 12 năm 2020 nhé các bác nhé. Cách sử dụng là phím nhấn này. Phím nhấn dạ quang như thế này nhé các bác nhé. Mẫu này thì có hai bếp nấu sẽ hẹn giờ được 30 phút nha các bác nha. Hai bếp nấu đều hẹn giờ được 30 phút và hẹn tối đa cũng 30 phút, tối thiểu cũng 30 phút nha các bác nha. Có chế độ điều chỉnh nhiệt độ 180 độ và có phím hầm nha các bác nhé. Phím này là phím hầm này. Bên cạnh bên này sẽ có phím 3S để các bác chiên rán đồ khô cho bếp không bị tắt lửa nha. Mẫu này đẹp xuất sắc luôn này các bác nha. Khay nướng vị nướng gần như người ta chưa nướng luôn đấy các bác ạ. Các bác nhìn là các bác đoán được là khay nướng nó đẹp như thế nào đúng không các bác? Khay nướng vị nướng này sáng rực luôn, giống như chưa nướng luôn đấy ạ. Đấy, màu nâu cà phê có đa chức năng các bác, màu nâu cà phê đa chức năng thiết kế di lửa rất là sang trọng. Mã M3 ngày 21 tháng 6 em bán cho các bác với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng. 3 triệu 300 nghìn đồng mã này các bác nha. Em có mã M4. Em có mã M4 các bác nha. Một chiếc bếp không lò nướng ạ. Dòng này là bếp không lò nướng nha các bác nha. Nếu như các bác thích một chiếc bếp đơn giản chỉ có cái chức năng nấu an toàn thì các bác lấy mã này thôi. Các bác lấy cái mã M4 này thôi. Dòng này sẽ không có lò nướng các bác nhé. Cách sử dụng là phím nhấn ạ. Cách sử dụng là phím nhấn thôi. Không cần, bây giờ thì có lò vi sóng, có nồi chiên không dầu rồi thì các bác có thể là không cần đến lò nướng. Thì các bác lấy cái mã không lò nướng như thế này. Không lò nướng thì nó rất là đơn giản thôi. Phía dưới nhà em bao lưới chống chuột rồi các bác nhé. Nó chỉ có hai vị trí nấu thôi. Và cái chức năng của nó là chức năng an toàn. Tự động khóa ga và tắt lửa khi nồi cạn nước các bác nhé. Đấy, nhờ có tim cảm biến chạm vào đít nồi để đo nhiệt độ nồi. Khi nhiệt độ nồi lên cao là bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Mẫu Paloma nốt nhấn không lò nướng mã M4 ngày 21 tháng 6. Mã M4 ngày 21 tháng 6 em bán cho các bác với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. 2 triệu 500 nghìn đồng mã M4 các bác nhé. Mã M4 này. Em có mã M5. M5 tiếp tục lại là một chiếc bếp cực kỳ đẹp của nhà Zinai đời 2022, tháng 11 năm 2022 các bác nhé. Một cái thiết kế vô cùng đẹp luôn này. Một cái thiết kế vô cùng đẹp các bác nhé. Nốt nhấn nha các bác ơi.
zin nai nốt nhấn này. Và màu này là lại là một chiếc bếp màu nâu. Màu nâu đồng, phủ kim tuyến nhé các bác. Màu này là màu nâu đồng, cũng tương tự như màu nâu cà phê ấy. Nó cũng giống như màu nâu cà phê. Đấy, nó có phủ kim tuyến, một lớp kim tuyến này. Nhưng mà màu nâu này thì nó nhạt hơn cái màu nâu cà phê. Đấy, màu nâu này kiểu màu nâu đồng với các bác này. Rất là đẹp luôn. Phủ kim tuyến các bác nhé. Thương hiệu Zinai, đời 2022, tháng 11 năm 2022, mã M5 ngày 21 tháng 6 nhé các bác nhé. M5 ngày 21 tháng 6, thương hiệu Zinai, đời 2022, cách sử dụng là phím nhấn này. Đấy. Cái mẫu này thì chỉ có chức năng an toàn, tự động khóa ga và tắt lửa khi nồi cạn nước thôi. Nhờ có tim cảm biến thì sẽ đo cái nhiệt độ đáy nồi. Khi nhiệt độ đáy nồi lên cao, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa. Đấy, mẫu này chức năng rất là đơn giản. Khay nướng vị nướng đẹp long lanh này các bác này. Khay nướng vị nướng đẹp long lanh nha các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này em bán cho các bác với giá là 2.900.000 đồng. M5 2.900.000 đồng ngày 21 tháng 6 các bác nhé. Rồi em lên cho các bác là 5 mã. Các bác ưng được mã nào thì kết nối vào số Zalo 0327 238 868 giúp em. Trường hợp chưa ưng được bạn nào mà cần tìm được cái mẫu bếp khác thì cũng liên hệ vào số Zalo 0327 238 868 để em tư vấn và lựa chọn cho các bác những cái mẫu khác nha. Nhà em thì không có gì ngoài bếp đâu. Rất là nhiều các bác nha. Em xin tạm dừng video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.